dữ dằn hơn cây cầu Xuân Thăng, nó dài hơn thôi đúng không, dài hơn chứ đâu dữ dằn hơn Xuân Thăng. Thăng 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 Golden Gate nó là dữ dằn hơn. Emergency parking. Mấy miều nó có mấy cái cầu mà nó làm thun ở giữa biển á, dữ dằn lắm á. Hai bên cái cầu ở giữa là đường hầm chạy dưới bên đó biển mà. Bố mấy miều retire mình sẽ dẫn mấy đi cái cầu này, nó đi từ đảo này tới đảo kia. Ở đâu, Florida hả? Đâu, nó ở bên như thế nào, nó ở bên đang mặt. Hình như nó ở bên Đan Mạch hay là Na Uy gì đó, cầu nó lên nó đi lên cái từ cái đảo hay qua đảo kia nó cong. Một trong những chỗ mà nó thường hay feature trên cái du lịch thế giới. Còn mà cái cầu mà mày nói ở Florida là cái đám ê thằng lá xịt này chạy ghê vậy, là bởi vì đang nói cái đám Key West ở Florida. Chút mẹ nói ba mua xe đó cho mẹ. Nè,
giờ nghĩ lại nếu mà mua là stupid luôn đó, chứ nó xịt bự đó, 82.000 á. Thì hồi đầu á thấy nó chân ở cái showroom á màu trắng đẹp, cái đó chạy tốn xăng ngoài luôn phải vậy. Nó là thằng V8 máy, hình như chạy đâu được có 10 hay là 15 mai gallon. Chiếc đó chạy là khỏi kiếm phát như bác luôn. Khỏi kiếm phát như xoay khỏi. Nhưng rớt giá cũng lẹ lắm. Rớt giá. Rớt giá tay tua. Tiệm mẹ có thằng cô mua Yuka giờ bán ra hòm. Chiếc này coi vậy mà rất giữ giá rất là tốt, rất là popular. Thằng Lexus chiếc này nó bán nhiều nhất. Đúng như vậy. Napa mình chạy đường này phải không? Lucica Valley.